Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6, cùng nhau giải đề, giải những cái đề trắc nghiệm của chương trình tiếng Anh lớp 6. Hôm nay chúng ta giải đề trắc nghiệm bài số 14, Making Plans và Test 2. Rồi, đây là phần phát âm. Vacation, cái chữ A này đọc là A nè. Match, A đọc như thế này. Badminton, plan. Vậy chúng ta khoan vào câu A nha. Rồi, temple chữ E đọc là E. Ten. Camera. Destination, camera. Camera. Này đọc là Destination đọc là E. Vậy khoan câu C. Citadel này. Idea này. Bring này. Visit này. Khoan câu B. Photo. Rồi go. Này home. Rồi hot, khoan câu D. Uncle, music, minibus, summer, vậy khoan câu B. Câu B đọc khác. Rồi câu số 6. Phong chơi bóng đá mỗi buổi chiều, đó là trò tiêu khiển yêu thích nhất của anh ấy. Bây giờ every afternoon, đây là dấu hiệu của thì gì? Hiện tại đơn. Hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên, một thói quen hàng ngày. Đây á, các bạn lưu ý Phong là chủ một số ít thì động từ của chúng ta phải thêm sờ s vào, lấy thêm sờ nhé. Chọn câu B. Why don't gì? Why don't we cộng động từ nguyên mẫu nhé. Why don't we cộng với một động từ nguyên mẫu là câu đề nghị. Khoan câu C. Câu số 8. Bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ ở đâu? Ở nhà người bạn này. Chúng ta khoanh vào câu B. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đang nấu ăn ở trong bếp. Đây là thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta khoanh câu C. Câu số 10. Chúng tôi sẽ đi picnic. Bạn có muốn đến không? Đằng sau one là một động từ to infinity. Chúng ta khoanh vào câu B, câu C nha. Rồi bài 3 La Mã đây. Cô ta đây là next week, là dấu hiệu của thì tương lai đơn, tương lai gần, cho nên ở đây sẽ là she going to, ở đây chuyển thành she going to. Câu số 12. Phương và Mai sẽ đi thăm nơi nào trước, bởi vì đây có going cho nên ở đây sẽ là động từ to be, mà đây là y rồi. Phương và Mai là chủ ngữ số nhiều, chúng ta chuyển y thành a. Câu số 13. Họ sẽ đi nghỉ mát vào mùa hè này. Bây giờ này, they are going, they are going on vacation, chứ phải in, chuyển thành on, on vacation this summer. Câu 14, anh ta muốn đi thăm cái đền và chụp hình. Bây giờ đằng sau one, các bạn nhớ đằng sau one là một to infinity, cho nên ở đây các bạn khoan vào câu A nhé. Câu số 15, họ luôn luôn đi picnic ở công viên vào ngày cuối tuần. Bây giờ luôn luôn là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn này. Hiện tại đơn thì chúng ta xài have chứ không cần going to. Ở đây chỉ là have thôi. Rồi số 14 La Mã. Minh và bạn của anh ta luôn luôn có picnic mà ngày cuối tuần họ sẽ đi picnic gần một cái hồ vào thứ bảy tới, tuần sau á. Nam thì sẽ mang máy ảnh, Lan thì sẽ mang một ít đồ ăn á. Minh thì sẽ mang một ít đồ uống. Đầu tiên họ sẽ có gà, sẽ ăn gà chiên, gà quay, khoai tây chiên nè, táo nè, nước ngọt nè. Sau đó thì họ sẽ đi bộ 1-2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì họ sẽ chụp hình và về nhà. Rồi, Minh và bạn của nó sẽ làm cái gì vào ngày cuối tuần? Bọn họ đi picnic đúng không? Vậy chúng ta văn vào câu A. What is Lan going to bring? Tức là Lan sẽ mang cái gì? Chúng ta tìm chỗ nào nó Lan is going to bring some food. Khoan câu C. Câu số 18 này. Minh mang gì? Minh đâu? Minh đồ uống. Mày khoan đây. Bọn họ sẽ làm gì ở đó? Giờ chúng ta đọc này. Đầu tiên thì họ gì? Họ ăn gà, khoai tây, táo, nước ngọt. Sau đó thì họ đi bộ. Rồi chụp hình là về nhà. Vậy chúng ta khoan là câu nào? Câu số 19 nè. Rồi họ ăn đồ uống.
họ đi xe đạp, họ đi bơi slide, chúng ta chọn câu A nhé. Câu số 20, họ sẽ làm cái gì? Họ sẽ ăn cái gì? Ăn gà này. Họ ăn gà. Đó là coi ăn gà, ăn khoai tây, ăn táo, nó uống nước ngọt, và ở đây sẽ là gì? Chọn câu A nhé. Thịt, rau, hoa quả và nước ngọt. Ok.